đôi loa BMB 3X Trung Quốc 2000C đã về với anh Tình ở Thanh Hóa, và một đôi loa BMB 3X Trung Quốc này về hình thức còn rất là đẹp. Vâng, anh cũng rất là cẩn thận. Anh hỏi là có đẹp hay không thì bên em cũng bảo với anh Tình là hàng còn rất là đẹp. Thì anh có thể xem trực tiếp trên video đây ạ. Vâng, đôi loa BMB 3X 2000C cực kỳ là đẹp luôn, giá thì cực kỳ hợp lý. Bên em bán giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Vâng, anh Tình nhá. Bên em đang test gửi cho anh rất là cẩn thận đấy ạ. Đây, hình thức còn khá là đẹp anh nhá. Anh yên tâm. Đây, em quay đằng sau đấy ạ. Là bên em đang kết nối đấy ạ. Đây, loa BMB CD 2000C. Đây là China anh nhá. Anh yên tâm. Đây là hàng bãi bao zin cho anh luôn. Bên em thỉnh thoảng về được vài đôi thì bên em up lên kênh YouTube thì bán rất là nhanh, thì các bác rất muốn sở hữu một đôi bãi chuẩn như thế này. Dòng đôi BMW này thật sự là phối ghép với âm ly cực kỳ là tốt, không cần công suất lớn, độ chạy thì rất là nhạy ạ. Vâng, với không gian khoảng 30-40 m², đôi loa BMW này khai thác rất tốt. Và đặc biệt là với cái nhạc của HK Đồng Kê thì BMW này cực chuẩn luôn cho các bác để khai thác. Long lanh luôn anh Tình nhá, long lanh luôn ạ. Rất là huy lực. Thì đặc biệt em bao zin cho anh Tình nhá, vì thế anh yên tâm. Anh sở hữu đôi loa BMW này cực chuẩn luôn. Hôm nay ngày 31 tháng 10. Đấy, tình như hiện tại đôi loa BMW 2000C 3X Trung Quốc này của anh đang hoạt động rất ổn anh ạ. Vâng, CD xin phép được bỏ ra đóng hàng cho anh sớm nhất có thể. Rồi, sau cùng ngày thay mặt công ty chúc anh Tình và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công nhé. Rồi, hẹn tất cả các bác vào các clip video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.